trồng rọc trâu mỏ đỏ được tìm thấy tại các vùng sa mạc khô của Angola, Botswana, Namibia, Zimbabwe và các khu vực khác. Trồng rọc trâu có kích cỡ trung bình với chiều dài khoảng 24cm, trọng lượng khoảng 65g. Bộ lông chim trống chủ yếu có màu nâu sẫm, màu trắng lốm đốm xuất hiện ở đầu cánh, mỏ có màu đỏ, còn chân nâu đỏ. Chim mái có bộ lông màu nâu sô-cô-la đen, không có các đốm trắng trên cánh, nhưng trước cổ và dưới bụng xuất hiện nhiều đốm trắng. Mắt có màu nâu đậm và chân màu nâu nhạt. Môi trường sống chủ yếu là các thảo nguyên khô và rừng thưa. Rồng rọc mỏ đỏ có vẻ thích các khu vực có sự xuất hiện của con người và vật nuôi. Chúng thường được quan sát thấy có mặt trong các nhóm nhỏ cùng với các loài chim khác. Thức ăn của chúng bao gồm chủ yếu là côn trùng, kèm theo các hạt và quả. Hầu hết các nguồn thức ăn này đều nằm trên mặt đất hoặc trong các thảm thực vật thấp. Kết quả là rồng rọc trâu mỏ đỏ dành khá nhiều thời gian để tìm kiếm thức ăn dưới đất. Tuy chúng thích các khu vực khô nóng, nhưng lại thường xuyên thấy chúng xuất hiện tại các khu vực có nguồn nước. Nơi đây, chúng dành khá nhiều thời gian cho các hoạt động tắm rửa và uống nước. Sinh sản. Mùa sinh sản kéo dài từ tháng 9 đến tận tháng 6 năm sau, nhưng đỉnh điểm là từ tháng 12 đến tháng 3. Lúc này, các thành viên trong đàn sẽ tạo ra một lãnh địa sinh sản trên cây, thường là các cành cây khô đầy gai tua tủa. Tổ là một khối khổng lồ bao gồm đầy rẫy các cành gai góc. Bên trong mỗi khối khổng lồ đó được chia ra thành nhiều khoang nhỏ, dùng để đẻ trứng và nuôi con. Những khoang nhỏ này được làm chủ yếu bởi các chim mái. Chim trống có xu hướng đa thê. Thông thường, một con chim trống sẽ sở hữu từ 1 đến 8 khoang tổ, kèm theo 3 chim mái. Tuy nhiên, trong đàn sẽ có một chim trống đầu đàn, và nó sẽ có quyền thống trị hầu hết các khoang tổ và chim mái trong lãnh địa sinh sản. Các chim trống ở vị trí thấp hơn trong đàn sẽ có ít khoang tổ và chim mái hơn. Các chim trống bảo vệ khoang tổ và chim mái của mình bằng cách thực hiện các hành vi kỳ lạ, kèm theo là những cuộc gọi lớn. Đôi khi, để bảo vệ khoang tổ và chim mái, hai chim trống sẽ hợp tác với nhau cùng làm tổ, cùng nhau bảo vệ lãnh thổ và chăm sóc các con non. Chim mẹ đẻ từ 2 đến 4 quả trứng và ấp chúng trong khoảng 14 ngày. Các chim non sau khi nở sẽ ở lại trong tổ khoảng từ 20 đến 23 ngày trước khi bay đi và có cuộc sống độc lập. Khi những khối khổng lồ đầy gai được làm xong, các loài rồng rọc khác sẽ ký sinh tổ của chúng bên dưới khối gai này. Và điều này là rất hữu ích trong việc ngụy trang tổ tránh khỏi những kẻ săn mồi. Rồng rọc trâu mỏ đỏ được xem là loài có ít mối quan tâm nhất. Số lượng chúng khá ổn định tại khu vực sinh sống. Tuổi thọ của loài rồng rọc này lên đến 10 năm.